Như các bạn đã biết, hệ thống miễn dịch cực kỳ phức tạp và vô cùng quan trọng đối với sự sống của chúng ta. Trong video này, tôi sẽ cung cấp các thông tin về hệ miễn dịch và các biện pháp tăng cường miễn dịch khoa học hiệu quả để bảo vệ sức khỏe. Hệ thống miễn dịch được hình thành bởi một mạng lưới phức tạp gồm các cơ quan, tế bào, mô của hệ bạch huyết và phân tử lớn. Hệ miễn dịch phân biệt các mô, tế bào với các yếu tố lạ, đặc biệt là virus, vi khuẩn, lấm, ký sinh trùng, chất gây dị ứng và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Hệ miễn dịch cũng có khả năng nhận biết và tiêu diệt các tế bào bất thường xuất phát từ mô của vật chủ, ví dụ như tế bào ung thư. Và hệ miễn dịch có mặt ở khắp mọi nơi trong cơ thể của chúng ta như da, giác mạc, liên mạc đường hô hấp, đường tiêu hóa, tiết niệu sinh dục, là tuyến phòng ngự đầu tiên của cơ thể và cũng có chức năng miễn dịch hoạt động như các tế bào miễn dịch có sẵn trong da, các chất ức chế vi khuẩn do tế bào sừng, tuyến bã và tuyến mồ hôi tiết ra, chất nhầy chứa kháng thể và các chất chống vi khuẩn như lysozyme trong niêm mạc hô hấp, tiêu hóa và sinh dục. Và tổng quan trong cơ thể có hai kiểu miễn dịch là miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch mắc phải. Cả hai kiểu này đều có sự tham gia của rất nhiều thành phần của hệ thống miễn dịch. Về miễn dịch bẩm sinh, đây là dạng miễn dịch không đặc hiệu, đáp ứng như nhau về cường độ và quy mô với mọi yếu tố xâm nhiễm, bất kể đó là xâm nhiễm lần đầu hay những lần sau. Đây là loại có thể đáp ứng ngay với sự xâm nhập. Với các thành phần của miễn dịch bẩm sinh bao gồm các tế bào thực bào như bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân, đại thực bào, bạch cầu đa nhân, lympho bào và các tế bào diệt tự nhiên, bổ thể, protein phản ứng C. Về miễn dịch mắc phải, miễn dịch chủ động là miễn dịch được tạo ra khi cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Miễn dịch chủ động thường tồn tại lâu dài, thậm chí là suốt đời. Và các trường hợp có cơ thể có miễn dịch chủ động khi mắc bệnh, khi tiêm vaccine. Dù kháng thể chủ động được sản xuất theo cách nào, khi cơ thể tiếp xúc với căn bệnh đó trong tương lai thì hệ miễn dịch sẽ được kích hoạt ngay lập tức để sản xuất kháng thể phù hợp chống lại tác nhân gây bệnh. Và có hai kiểu miễn dịch mắc phải, đó là miễn dịch dịch thể có nguồn gốc từ đáp ứng tế bào lympho B. Các tế bào B phát triển thành tương bào tiết ra kháng thể hòa tan đặc hiệu với kháng nguyên. Và miễn dịch qua trung gian tế bào là bắt nguồn từ đáp ứng của tế bào lympho T thông qua tế bào trình diện kháng nguyên. Thì ngoài ra một kiểu miễn dịch khác đó là miễn dịch thụ động và được cung cấp thụ động từ bên ngoài và không đòi hỏi phải phơi nhiễm trước các tác nhân gây bệnh. Và có hai trường hợp miễn dịch thụ động chính là trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nhưng đã có miễn dịch thụ động nhờ các kháng thể của mẹ truyền qua nhau thai. Và miễn dịch thụ động thông qua truyền huyết thanh miễn dịch globulin. Miễn dịch thụ động là miễn dịch có thể đáp ứng ngay lập tức khi được cung cấp, tuy nhiên về thời gian tồn tại vài tuần hoặc vài tháng. Về hệ thống miễn dịch, đó là một cơ chế bảo vệ cơ thể trước mọi tác động từ bên trong và bên ngoài. Hệ miễn dịch thường hoạt động một cách ổn định, tuy nhiên có thể rối loạn trong một số trường hợp như suy giảm miễn dịch. Và tình trạng này diễn ra khi một hoặc nhiều phần của hệ thống miễn dịch không hoạt động. Và suy giảm miễn dịch có thể được gây ra bởi một số nguyên nhân bao gồm như về tuổi già, rồi do béo phì, do tình trạng căng thẳng, lo âu kéo dài, do những trường hợp nghiện rượu, chất kích thích, do suy dưỡng, thiếu ngủ và nghỉ ngơi, hoặc là người bệnh mắc HIV/AIDS, hoặc là do di truyền như bệnh u hạt mãn tính và thực bào không hoạt động đúng cách. Trong tình trạng tự miễn dịch thì hệ thống miễn dịch tấn công vào các tế bào khỏe mạnh thay vì mầm bệnh lạ hoặc là các tế bào bị lỗi. Và trong trường hợp này thì hệ miễn dịch không thể phân biệt được đâu là thành phần ngoại lai và đâu là tế bào của cơ thể. Và các bệnh tự miễn bao gồm như bệnh celiac, rồi tiểu đường loại 1, viêm đưa khớp dạng thấp. Và với sự mẫn cảm thì hệ thống miễn dịch phản ứng thái quá theo cách làm tổn thương các mô của khỏe mạnh. Một ví dụ là sốc phản vệ, trong đó thì cơ thể phản ứng với một chất gây dị ứng và gây ra nhiều biểu hiện khác nhau và thậm chí là có thể là đe dọa đến tính mạng. Về độc tố môi trường như là khói bụi, hóa chất, ô nhiễm môi trường và các nhân gây bệnh từ môi trường thì có thể tấn công, làm suy yếu hoặc là ngăn chặn hoạt động bình thường của các tế bào miễn dịch. Về cấu trúc của hệ thống miễn dịch của chúng ta thì rất là phức tạp và bị ảnh hưởng bởi một sự cân bằng lý tưởng của nhiều yếu tố. Và tuy nhiên thì một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều loại vitamin và khoáng chất được kết hợp với các yếu tố lối sống lành mạnh như là ngủ đủ giấc, tập thể dục thể thao, ít căng thẳng sẽ giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật một cách hiệu quả nhất. Về các biện pháp tăng cường miễn dịch, chúng ta có những biện pháp như là tiêm vaccine đầy đủ,
Chế độ ăn uống đủ chất, lành mạnh, nhiều rau củ quả. Và nếu không thể tiếp cận được cái chế độ ăn uống cân bằng thì có thể sử dụng các loại thực phẩm bổ sung vi chất, và đặc biệt là những chất quan trọng cho hệ miễn dịch như là vitamin A, vitamin C, E và kẽm. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và đúng giờ, tăng cường vận động thể chất, kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe của tinh thần, giảm stress, lo âu. Và môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Duy trì thói quen sinh hoạt rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân hàng ngày, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, ăn chín uống sôi, hạn chế sử dụng rượu bia chất kích thích. Vitamin C và kẽm là hai dưỡng chất thiết yếu được nhắc đến nhiều nhất khi cần cải thiện hệ thống miễn dịch. Vậy vai trò của vitamin C đối với hệ miễn dịch như thế nào? Vitamin C sẽ tham gia vào quá trình chuyển đổi protein, đặc biệt là collagen. Vì collagen là thành phần cấu trúc của hầu hết các mô cơ quan của cơ thể, trong đó có các mô cơ quan của hệ miễn dịch như là lách, tuyến ức. Nhờ vậy, bổ sung vitamin C giúp củng cố hệ miễn dịch và hỗ trợ làm lành vết thương nhanh hơn. Là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, làm giảm tổn thương oxy hóa và hạn chế sự hình thành các chất gây ung thư, chẳng hạn như inchosamin. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng tạo ra các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể, ví dụ như vitamin E. Vitamin C còn có thể làm tăng khả năng miễn dịch bằng cách giúp các tế bào bạch cầu hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giúp tăng cường sản xuất các tế bào lympho và thực bào. Hàm lượng vitamin C cao được duy trì trong tế bào và mô cũng được ghi nhận là cao nhất trong bạch cầu. Và ngoài ra, vitamin C còn giúp các bạch cầu hoạt động hiệu quả hơn trong khi bảo vệ chúng khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do. Và kẽm thì sẽ tham gia vào thành phần của trên 300 enzyme của cơ thể và đóng vai trò chính trong việc tạo ra ADN, xây dựng tế bào, tổng hợp protein. Bởi vậy, kẽm là một trong những yếu tố cốt lõi phát triển và duy trì hệ miễn dịch. Và kẽm ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh của hệ thống miễn dịch, từ hàng rào bảo vệ của da, sự điều hòa của gen trong tế bào lympho cho đến sự phát triển bình thường và chức năng của các tế bào như là bạch cầu trung tính và tế bào tiêu diệt tự nhiên. Và thiếu kẽm sẽ làm giảm phát triển và chức năng của hầu hết các tế bào miễn dịch, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và suy dinh dưỡng. Kẽm cũng có chức năng như một chất chống oxy hóa và có thể là ổn định mạng tế bào, giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây viêm trong cơ thể và những tác nhân gây bệnh bên ngoài. Vậy vitamin C và kẽm có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch. Vậy làm sao để bổ sung vitamin C và kẽm một cách hiệu quả bên cạnh cái việc tăng cường bổ sung các dưỡng chất này qua thực phẩm? Các bạn thì có thể sử dụng sản phẩm viên uống tăng cường miễn dịch Cezinc đến từ nhãn hàng Samberhat với thành phần vitamin C 300mg, kẽm 5mg, với công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm lão hóa, làm lành vết thương. Ưu điểm là kết hợp vitamin C và kẽm hiệp đồng tác dụng, tăng cường sức đề kháng, giúp hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả. Với viên giải phóng kéo dài, chỉ cần dùng một lần một ngày, tiện lợi. Đối tượng sử dụng ở đây là người có sức đề kháng kém hay ốm vặt, người mới ốm dậy và người vừa điều trị bỏng. Cách dùng một viên một lần, ngày 1 đến 2 lần